Rồi chào anh em nha. Lên cho anh em một cái bụng máy X1R135 không đời. Số 1 tới 3 lùi nha. Đúng máy X1R. Máy rã xe thái về nha anh em. Bụng máy không đầu lòng. Tình trạng là cái bụng máy này rất là đẹp, thích hợp cho anh em mua về lấy đồ sàn qua những mấy con ẹt nhỏ ở Việt Nam mình lấy đồ nha anh em. Đúng đồ máy X1R Thái nha. Đó. Cái bộ máy X1R135 con tay này mình bán cho anh em giá 5,2 triệu nha anh em. Bình thường anh em mà mua một khuôn một bộ nồi số nắp nồi này kia thị trường bán trên 5 triệu rồi. Anh em bán nguyên cái máy, nguyên cái bụng không có đầu lòng. Anh em về chủ yếu là lấy đồ này kia mà bán có 5,2 triệu thôi. Đó, anh em hợp lý thì alo mình nha. Đó, tình trạng là như hình. Đúng máy X1R nha anh em. Máy X1R đó là nó giống máy hay là mọi mình nhưng mà nó là máy không đời nha. Cái lốc này nó có làm sẵn nhưng mà nó không có gia công là hai cái con ốc bắt lũ đời với lại nó không có móc cái lũ đời nha. Đó. Cái máy này tình trạng rất là đẹp nè. Máy màu nhớt nè. Rất là đẹp. Dên thì chỉ nhịp nhẹ thôi nha anh em. Đó. Nè máy rất là sạch. Chứng tỏ là máy này chạy ít nè. Đó. Máy này mình bán cho anh em giá là 5,2 triệu nha anh em. 5,2 triệu cái bụng máy như hình. Ba cốt rất là đẹp. Cốt nè. Đó, cốt trọng tải nè. Cốt đạp nè. Đó. Bán thì mình bao anh em là đúng máy X1R số 1 tới 3 lùi con tay. Đó. Anh em về muốn làm gì làm. Đó. Đồ như thế này thì đồ bên trong mình bao với anh em là số cực kỳ đẹp rồi. Cái chất đồ mình dành trong bụng máy ha. Đó. 5,2 triệu. Anh em cần xài alo mình nha anh em.